Yo, hello anh em, hi hi. Chào mừng em quay trở lại với Genshin Impact và channel của mình. Lại là mình đang rất nghiêm túc đây, hello anh em. Với cái sự kiện đang diễn ra, đó là sự kiện võ nghệ biến hóa. Thì theo mình sự kiện này nó cũng khá là vui. Đúng là nó bớt, nó mặn mòi hơn so với cái sự kiện parkour đợt trước. Với cái sự kiện này thì mình đang sử dụng những cái gói quà trong đây để skip daily. Ngày hôm nay thì mình chỉ có làm hai cái daily chiến đấu thôi. Còn những cái như kiểu là cái cà phê là mình rất là ghét này thì mình để lại. Và cái săn mồi như cá này thì mình cũng không có làm. Một cái sự kiện mà nó hữu ích như vậy thì chắc chắn là nó rất thú vị rồi. Bên cạnh đó thì nó có những cái màn chiến đấu mà mình thấy rằng là nó rất phù hợp với mình. Nó diễn ra đến màn số 4 rồi. Trong những cái màn này thì nó sẽ chơi theo phản ứng và mỗi phản ứng thì theo mình thấy là có 2 màn. Quá tải là cái màn 1 và màn 2. Đúng rồi. Và 3-4 là điện cảm. Đó là những cái phản ứng mà hiện tại mình đang chơi rất là nhiều và rất là thích luôn. Cho nên là mình cảm thấy thích với cái sự kiện này. Với sự kiện này thì khi vào chọn độ khó nó sẽ cho mình chọn luôn độ khó cuối cùng mà không cần phải đánh những cái đầu tiên, mình thấy là như vậy. Mình chọn cái cuối cùng luôn. Về những cái màn chiến đấu này thì nó cho anh em sử dụng nhân vật dùng thử. Với những sự kiện của Genshin thì hồi trước mình hay làm kiểu chơi nhân vật dùng thử để đánh full phần thưởng các kiểu. Nhưng mà từ lâu rồi mình không còn làm theo cái kiểu nội dung đó nữa. Và mình thấy rằng là mình có thể dùng nhân vật của mình thì mình cứ dùng luôn. Trải nghiệm sự kiện cho nó vui. Và mình đã sử dụng những cái team mà mình vẫn hay chơi. Như là team quá tải này, mình dùng trong 2 màn luôn. Một màn thì mình dùng Alex, một màn mình dùng Chlorine. Còn những cái màn tiếp theo thì mình dùng team điện cảm. Đầu tiên là mình vang team quốc dân và đánh với cái màn này. Nhưng mà đánh một hồi thì mình thấy rằng nó không đáp ứng được điều kiện tốt. Cho nên là mình đã đổi thành cái team điện cảm mà mình vẫn hay xài. Với màn số 4 thì mình dùng team điện cảm nhưng mà chỉ có nhân vật bê đâu là nhân vật lôi trong team thôi. Thì chơi nó vẫn khá là... nó vẫn đáp ứng được cái sự kiện này. Nhưng mà thực sự là nó không phải là một cái đội hình tối ưu cho điện cảm. Nói chung là về điện cảm thì nó có rất là nhiều biến thể và cái sự kiện này thì cũng chỉ là một cái sự kiện để mình chơi trải nghiệm thôi. Nên là nó không quá nghiêm túc về phần mặt đội hình ở đây. Ok anh em, vậy còn anh em thì sao? Với những cái màn chơi của võ nghệ biến hóa này thì anh em cảm thấy như thế nào? Nếu anh em có thêm thông tin gì chia sẻ về sự kiện này thì hãy để lại bình luận nhé. Đến với chủ đề chính của video ngày hôm nay, đó là một cái thông tin rất là hay về những cái tin đồn về những nhân vật sẽ xuất hiện sớm ở phiên bản 5.0 Natlan. Cá nhân mình cho rằng là những thông tin kiểu này nó khá là quan trọng bởi vì nó sẽ liên quan trực tiếp đến cái việc lên kế hoạch sử dụng nguyên thạch của anh em trong thời gian tới. Thì thông tin mới nhất mà mình nghĩ rằng có thể anh em cũng đã vừa nghe qua, đó là ở phiên bản 5.0 thì chúng ta sẽ có tới 3 nhân vật mới. Trong đó thì có 2 nhân vật 5 sao và 1 nhân vật 4 sao. Theo tin đồn thì chúng ta sẽ có nhân vật nam đại kiếm hệ thảo 5 sao. Và chúng ta sẽ có nhân vật nữ pháp khí hệ thủy 5 sao. Và một nhân vật nữ dùng thương hệ nham 4 sao. Theo mình thì cái thông tin mới nhất này nó đã xác nhận những cái tin đồn trước đó cho rằng là ở phiên bản 5.0 thì chúng ta sẽ có xuất hiện những nhân vật pháp khí và đại kiếm mới. Về nhân vật nam đại kiếm hệ thảo 5 sao thì theo mình đây là một nhân vật khá là hấp dẫn. Khi mà ở trong Genshin Impact hiện tại thì đại kiếm hệ thảo chỉ có cover thôi. Mà vai trò cũng như là thể hiện của nhân vật này chưa nhiều. Hiện tại thì cover đã lặn rất là lâu rồi, gần đến 400 ngày rồi mà vẫn chưa xuất hiện banner trở lại. Cho nên mình nghĩ rằng là khi xuất hiện một cái nhân vật đại kiếm 5 sao hệ thảo này thì rất có thể là cái màn thể hiện cũng như là vị trí, vai trò, đất diễn của nhân vật hệ thảo này sẽ là rất nhiều. Nhưng khi nghe đây anh em sẽ bảo là hóa ra là cover bị dìm, bị giấu đi là dành cho nhân vật 5 sao hệ thảo ở Latlan này. Cũng có thể là như thế lắm. Chúng ta hãy cùng thử chờ xem là ở những cái banner của phiên bản 4.8 thì cover có xuất hiện hay không. Về nhân vật pháp khí hệ thủy thì hiện tại chúng ta đã có quá nhiều rồi. Từ Kokomi này, Mona, Barbara và đặc biệt là Lubilet là một nhân vật DPS hệ thủy pháp khí rất là mạnh. Nhân vật pháp khí hệ thủy mới ở Latlan này thì mình nghĩ rằng là cô ấy sẽ phải cạnh tranh khá nhiều với các nhân vật khác để có được một cái vị trí nổi bật. Theo tin đồn thì nhân vật nữ pháp khí này sẽ có vai trò là DPS luôn anh em. Và sẽ có khả năng di chuyển trên nước rất là nhanh, nghe giống Puina đúng không anh em? Một thông tin nữa về nhân vật nữ pháp khí hệ thủy đó là nhân vật này sẽ có ngực lép. Mình nghĩ rằng ngực lép đây thì nó sẽ giống như kiểu là mô tả trước đây về nhân vật có ngực lớn ở Latlan. Tức là cái việc mô tả về ngực thì nó chỉ đơn giản là một cái meme thôi và nó mang ý nghĩa là mô tả về cái tạo hình, ngoại hình nhân vật sẽ có được. Ví dụ như là thông tin trước đây là nhân vật nữ trưởng thành cao lớn thì với thông tin này có thể hiểu đó là một nhân vật kiểu cỡ tuổi teen chẳng hạn. Về nhân vật cuối cùng, nhân vật nữ dùng thương 4 sao hệ nham thì chưa rõ đây có phải là cái nhân vật mà được demo ở trong cái trailer rất là lâu rồi về Latlan không. Nhìn nhân vật này thì mình không biết là nam hay nữ nữa, nhưng mà mình nghĩ rằng là biết đâu đấy có thể là nhân vật đó, hoặc cũng có thể là nhân vật trong tin đồn về nhân vật mới ở Latlan trước đây là nhân vật nữ có tạo hình nóng bỏng.
hoặc đó cũng có thể là một nhân vật mới hoàn toàn mà chúng ta chưa có những thông tin liên quan. Có rất nhiều những thông tin dự đoán ở thời điểm hiện tại. Với một loạt thông tin độc đáo như thế này thì mình thấy rằng là cái khởi đầu của phiên bản 5.0 Natlan nó thực sự mới lạ, độc đáo. Bởi vì trước đó khởi đầu của những quốc gia khác thì mình thấy rằng là nhân vật 5 sao hay là nhân vật mới nó thường là kiểu bắn cung trọng kích. Gần nhất thì khởi đầu của Sumeru cũng là nhân vật Tiari, còn khởi đầu của Fontaine sẽ là nhân vật nhảo thuật. Mình cho rằng là với những thông tin tin đồn như thế này thì khởi đầu Natlan sẽ là một cái phiên bản rất là sôi động. Chúng ta sẽ có những nhân vật rất là thú vị với những cái sự kết hợp nguyên tố độc đáo như là đại kiếm rồi hệ thảo và bổ sung thêm nhân vật hệ nham. Nói đến đây thì anh em có thể rất là quan tâm đến cái số lượng nguyên thạch mà có thể sẽ phải sử dụng để roll các nhân vật này. Thì theo mình là khoan đã anh em ạ, bởi vì với những cái phiên bản ban đầu, cái độ hào hứng của người chơi, cái độ mong chờ của người chơi trong đầu phiên bản là rất cao, cho nên là người chơi sẽ roll khá là nhiều. Và khi đó thì nhà phát hành họ sẽ lợi dụng cái việc là người chơi đang hào hứng như vậy và đưa ra các cái nhân vật mà mình cho rằng là nó chưa phải là nhân vật tâm điểm của cái phiên bản này. Thành ra là mặc dù rất tò mò về các nhân vật mới ở Natlan này, nhưng mà mình vẫn sẽ luôn để ý đến các nhân vật xuất hiện phía sau họ nữa. À, còn một thông tin rất là quan trọng nữa đó là tất cả các cái nhân vật mới ở khu vực Natlan 5.0 này thì họ đều có một cái làn da có màu tối. Mình cũng chưa rõ nó sẽ tối như thế nào, nhưng có thể nó sẽ giống như kiểu Dehia hay là Keia. Có một cái nhận định chung là các nhân vật có màu da tối trong Genshin thì hiện tại là có cái sức mạnh mà chưa thực sự nổi bật. Vậy thì chưa biết rằng những cái nhân vật có màu da tối ở khu vực 5.0 Natlan này có thay đổi điều đó hay không. Nhưng với sự quan sát của mình đối với các nhân vật xuất hiện ở đầu phiên bản thì mình nghĩ rằng người chơi cần có sự kiềm chế nhất định trong việc quyết định sẽ roll nhân vật nào ở phiên bản mới để sẽ có được một cái quyết định mà người chơi cảm thấy hài lòng nhất. Ok anh em, trên đây là những cái phần chia sẻ sớm của mình với những thông tin mới nhất về các nhân vật mới xuất hiện ở 5.0 Natlan. Mình cũng xin nhắc lại rằng đây là những cái thông tin mang tính chất tin đồn thôi. Với những thông tin kiểu này thì anh em cũng biết rồi, chúng ta xem để giải trí chứ không nên quá đặt nặng cái niềm tin vào đó, để đến lúc nó thực sự mà không diễn ra như vậy thì chúng ta sẽ không thất vọng, mà chỉ đơn giản là giải trí thôi, cũng như là trải nghiệm game thôi. Vậy anh em nghĩ sao về những thông tin về các nhân vật mới này? Anh em có cảm thấy đặc biệt hào hứng cũng như là quan tâm đến dạng nhân vật nào không? Hãy để lại bình luận nếu như anh em có những cái suy nghĩ muốn chia sẻ nhé. Trước khi kết thúc cái video này thì mình thấy còn có một cái thông tin nữa nó hơi xú mà mình không muốn đề cập quá sâu. Đó là về cái vụ lên cấp 100 ở Natlan ấy, thì mình chưa thấy những cái thông tin phủ nhận thông tin này mà chỉ có những thông tin bổ sung cho nó. Trong đó thì có một cái thông tin cho rằng là để lên cấp 100 thì cần phải có những nguyên liệu đến từ La Hoàn. Mình không rõ đây có phải là thông tin chính xác hay không, nhưng mà với tư cách là một người chơi thì mình rất nghi ngờ cái thông tin này. Bởi vì những người chơi Genshin Impact thì không phải ai cũng đánh La Hoàn. Nếu như gắn một cái nội dung, một cái nguyên liệu vào La Hoàn thì người chơi rất khó để có thể lấy được. Cá nhân mình sẽ theo sát những cái thông tin này, và nếu như có thông tin gì hấp dẫn, tin tức hấp dẫn thì mình sẽ gửi đến anh em trong những video sớm nhất nhé. Ok anh em, cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình ngày hôm nay nhé. Đến đây thì mình sẽ xin phép dừng video ở đây. Chúc anh em một ngày thật vui nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt anh em và hẹn gặp lại anh em trong những video sau nhé.